tối ngày 23 tháng 9 năm 2017, Tổng cục An ninh Bộ Công an đã phá vỡ tổ chức huấn luyện đào tạo chống phá chính quyền có tên do tên Hồ Nguyễn Nhật Thành cầm đầu của tổ chức Voi tài trợ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hành chính tên Nguyễn Đình Hà và một người phụ nữ tên Hạnh. Qua đấu tranh khai thác, tên Hà có khai tham gia nhiều tổ chức chống chính quyền Việt Nam và đã câu kết liên lạc với nhiều tên phản động cầm cán ở Việt Nam và nước ngoài, nhận và chuyển tiền từ nước ngoài cho nhiều tổ chức và cho cá nhân khác nhau. Bản thân hắn còn viết nhiều bài xuyên tạc chống đối chính quyền cho Đại Á Châu Tự Do. Voi là một trong những sản phẩm do tổ chức khủng bố Việt Tân tạo dựng dưới danh nghĩa là NGO để tiện quyên góp tiền từ dân chúng và các loại quỹ dân chủ nhân quyền. Voi là viết tắt của Việt Nam Overseas Initiative for Concession Embu Women, tức là sáng kiến vì lương tâm người Việt hải ngoại, một tổ chức lấy lương tâm để che đậy hành vi chống phá nhà nước và nhân dân Việt Nam. Voi mở chi nhánh ở nhiều nước, lấy danh nghĩa là thiện nguyện vì cộng đồng làm vỏ bọc hoạt động, tìm kiếm tài chính cho tổ chức khủng bố Việt Tân, lại tránh bị đánh thuế thu nhập. Voi là tổ chức do tổ chức khủng bố Việt Tân thành lập nhằm tìm kiếm nguồn tài chính, kêu gọi tài trợ dưới vỏ bọc dân chủ, nhân quyền. Ngoài hoạt động thu hút tài chính cho việc phá hoại, Voi còn kêu gọi người Việt Nam sang học các lớp huấn luyện đấu tranh bất bạo động, các khóa học kỹ năng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do Việt Tân và các thế lực thù địch bày ra. Mỗi năm Voi nhận được khoản từ NET và HR Đức những khoản tài trợ, nhưng thường lại không kiếm đủ người từ Việt Nam sang dự mỗi khóa học, nên nhiều khi Voi cử luôn cả cụm học viên đi học lại được hết khóa này đến khóa khác, vì thế ngân sách có vẻ rất do dư. Từ khi thành lập đến nay, Voi luôn núp bóng dưới hình thức vỏ bọc là tổ chức phi chính phủ NGO, nên đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh xử lý với những hành vi phạm tội của các đối tượng. Việc phát hiện và phá vỡ một lớp học đào tạo chống phá chính quyền do Hồ Nguyễn Nhật Thành cầm đầu là thành tích ban đầu của cơ quan chức năng tạo điều kiện ban đầu để bóc tách và phá vỡ đường dây phạm tội do Việt Tân thành lập. Qua đấu tranh khai thác và thu được nội dung từ máy tính cá nhân của hắn, cơ quan an ninh đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến giảng dạy và tài liệu nhằm chống phá nhà nước Việt Nam. Đây sẽ là những chứng cứ quan trọng khiến các đối tượng phạm tội không thể chối cãi được và phải khai nhận sự thật về tổ chức phản động Voi.